Rồi bây giờ giới thiệu mình đi em. Dạ em xin chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả và bạn nữ bên kia rèm. Em tên là Phạm Tín. Em năm nay 26 tuổi. Em đến từ Vũng Tàu và hiện em đang làm việc ở Sài Gòn. Em làm công việc gì Tín? Em công tác tại khoa phục hồi chức năng của bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Thùy Trang, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quê của em thì ở Kiên Giang. Em đang làm công việc gì? Dạ em làm giáo viên mầm non ạ. Dễ thương, cô giáo rất là tùy mị. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì em? Điểm mạnh thì em có biết hát chút. Hát nhạc thiếu nhi hả? Nhạc bolero hoặc là nhạc ca em cũng hát được. Chà, cô gái như thế này bolero chắc ngọt lắm đây. Một tràng pháo tay cho cô ấy là một đoạn nhé mọi người nha. Do là em chuẩn bị nhạc này không phải là nhạc bolero. Nhạc gì cũng được hết, mời em. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ trôi qua em đêm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Em xin hát. Tươi lên em, trời ơi, cười rất là dễ thương. Đáp lại luôn em. Hôm qua anh thấy, ôi người ấy đang trong tay với cô nào đấy. Giật mình nhận ra không phải em. Chẳng biết em bây giờ đang ở đâu. Xin hết ạ. Được, dễ thương. Điểm yếu của em thì em lâu lâu hơi cực tự kỷ xíu chị. Khi mà em buồn đó em ít khi nói chuyện với ai lắm. Khóc một mình là tự nín một mình thôi. Thế nào buồn thấy cô đơn không có bạn trai rồi khóc mình không? Cũng đôi lúc chị. Cũng đôi lúc mũi lòng ha. Nói chung là hơi bít ướt chút xíu ha. Còn chàng trai, điểm yếu của em, điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em thì hòa đồng, thì vui tính, muốn gì cũng được. Muốn hát, muốn ca gì làm cũng được hết, tuy không hay. Rồi điểm yếu của em về chuyện yêu đương đó là em hơi rụt rè với những bạn gái đẹp nè. Bạn gái xấu thì em tự tin hơn. Còn rồi. Cái gì kỳ vậy? Lục bụng lỗ tai. Chuyện tình cảm thì em cũng hơi ghen nữa, mà ghen có chọn lọc. Đó là bạn gái mà đi chơi với bạn trai mà đẹp thì em không thích, mà bạn gái xấu thì ok. Bây giờ em thích quen bạn gái đẹp hay bạn gái xấu? Phù hợp với em là được rồi, lấy em làm chuẩn. Cái chuẩn này để lát kiểm tra chứ cũng khó lắm mà. Anh ơi cho em hỏi là nếu như mà đi chơi với bạn bè bình thường á, nhưng mà bạn trai đó quan tâm với bạn gái mình hoặc là chọc ghẹo thì anh có ghen không? Quan trọng là bạn em xấu hay đẹp thôi. Chính xác. Đẹp nó ghen, không đẹp thì nó không ghen. Dạ. Đơn giản anh trả lời giùm luôn, anh biết luôn á. Em được mấy mối tình rồi? Em có là 2 mối tình chính thức à. Chính thức còn râu ria nhiều lắm đúng không? Quen được bao lâu, tại sao chia tay? Dạ, mối tình đầu tiên thì từ thời trung học thì... Thôi bỏ qua đi. Sinh viên bỏ qua đi. Mối tình thứ hai thì em quen được cũng khoảng là 3 năm, mà từ thời năm 2 khi đi học, và quen mãi tới khi mà ra trường thì bạn chuyển công tác ở bệnh viện tỉnh khác và em thì làm ở Sài Gòn. Rồi chia tay. Xa mặt cách lòng ha. Dạ. Rồi, còn bạn gái tình trường của em thì sao? Dạ, em trải qua cũng 2 mối tình. Mối tình gần nhất thì em quen cũng được 3 năm mà chị. Cũng chia tay rồi xong rồi cũng quay lại. Chia tay được 6 tháng xong em quay lại thì tình cờ em đọc được tin nhắn nên là quay lại được 2 ngày là chia tay luôn. Quay lại 2 ngày đọc được tin nhắn gì mà chia tay luôn? Đọc được tin nhắn là nhắn tin, cái người con gái đó nhắn lại là em không biết lúc trước là nhắn như thế nào, nhưng mà cái người đó nhắn lại là anh ơi, em bốc vé đi Thái Lan rồi. Và thế là em cảm thấy là không tin tưởng được nữa và em quyết định là mình nên chấm dứt luôn. Rồi từ đó tới nay là không có quen ai nữa hết? Từ đó thì em cũng có tìm hiểu một vài người, nhưng mà mấy anh đó thì hơi sổ sàng á, nên là em không thích. Sổ sàng là sao, người ta làm gì em? Như đi uống cà phê, cái em lấy nón bảo hiểm em đội, cái anh không cho. Ảnh tự lấy nón bảo hiểm ảnh đội cho em. Ủa, cái đó đâu vừa đâu sổ vậy sàng. Vậy là gì đâu sổ sàng trời. Cái đó người ta quan tâm với mình thôi chứ sổ sàng gì đâu. Không phải là, chưa phải là người yêu á chị. Nhưng mà em cũng chịu đi chơi, người ta hẹn hò thì người ta lấy nón người ta đội cho em là người ta chăm sóc em thôi. Tưởng đâu sổ sàng là chưa có gì, ngồi cái sáp vô hay là rờ mó gì mới là sổ sàng. Trời ơi, làm hết hồn mà tưởng đâu cái gì. Vậy là em hiểu lầm anh rồi. Em hiểu lầm á, em cũng hơi khó tính rồi. Nhưng mà chắc có lẽ cái nón nó hơi hôi.
Vậy bây giờ em muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Dám nói và dám làm, có hiếu với cha mẹ, cao khoảng 1m68 trở lên rồi. Bên kia cao nhiêu? Có luôn. Rồi được, tốt. Anh á không cần phải là ăn mặc một cách là bóng bẩy quá đâu, chỉ cần bình thường là được. Đúng rồi, mặc quần hơi rách chút thôi. Em thích những người mà đơn giản thôi. Em không thích con trai nổ. Thế nào nổ, em thử một thí dụ coi. Mình như thế nào thì để cho người khác nhận xét mình á. Mình đừng có nên tâng bốc mình quá mà thực sự là mình không được như vậy. Thí dụ ta nói đúng sự thật thì được không? Dạ, nói đúng thì sự thật thì được. Em không thích con trai hút thuốc. Em trai có hút thuốc không cưng? Dạ không ạ, em ghét thuốc ạ. Chàng trai mẫu người em muốn tìm là như thế nào? Mẫu người của em thì kết hợp giữa hiện đại và phải biết nề nếp một tí. Dạ, nếu như bạn làm người giữ trẻ thì em nghĩ là chăm con rất là tốt. Phải biết lễ phép nè, thích những cái sở thích của em. Ví dụ như là em nghĩ là không có bạn nữ nào từ chối thích du lịch đâu. Em thích du lịch, năm em đi mấy lần. Về ngoại hình thì em thích một người bạn gái như thế nào? Dễ nhìn thôi ạ, không cần phải chuẩn ba vòng đâu. Tóc tai gọn gàng, nhuộm cũng được. Nhuộm cũng được? Dạ, hiện đại mà. Tí nữa chị thấy em đó. Đây, thấy dạ. Luôn. Em gọi gì? Bộ rách thiệt hả? Rách thiệt. Trai ha, gọn gàng, hiện đại. Mà dạ. Nãy giờ qua nói chuyện em hình dung cổ sao? Em nghĩ là cô giáo này thì hơi lưng khòm tí tại vì ôm trẻ. Hay cúi vậy nè. Trời ơi, tự nhiên lưng khòm ông trẻ. Chứ không sao, cái đó nằm trong cái dự tính của em nên. Biết bao nhiêu gái mầm non người ta đẹp đó, ai đâu ai khòm đâu. Dạ, em cũng mong. Tưởng tượng không có này khòm trời. Dạ. Chừng nào mà nhũ mẫu á khòm. Rồi còn tưởng tượng gì nữa không? Dạ, về cái động tác mà ẩm em bé thì cái tay nó sẽ to. Trời ơi, cái nghề của người ta thiên liêng dạ. Vậy mà ông làm. Cầm cái rồi bình sữa ra bú thì sao? Dạ, tay thì trong hả? Dạ, mẹ mình sống. Ôi, bảy thằng bà. Bảy thằng bà. Thôi bỏ qua chỗ đó đi. Con tức thòi tao xấu quá không nổi. Ông đưa cái bệnh nghề nghiệp của ông vô để mà ông vặn cục sống với vẹo tay vẹo lưng rồi đó. Bên đây tạch đẹp gái. Cô ghi dạ. Giáo mầm non thường là dễ thương xinh đẹp hết. Bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Năm nay hoặc năm sau. Em đã sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ hết chưa? Dạ sẵn sàng ạ. Thôi chị thấy mặt em còn non quá, chị sợ em chưa trưởng thành. Dạ em vậy thì lâu rồi. Thì lâu rồi. Bây giờ cần chị cắm cưới về thì ở đâu? Bạn đó ok thì ở Sài Gòn với em luôn. Có nhà chưa? Dạ chưa, nhưng mà hai người kết hợp thì sẽ có nhà nhanh hơn. Nhanh là bao lâu? Cái kế hoạch tương lai là mấy năm? Nếu mà về nhà mà gom lên hết nữa thì... Cái gì gom là về nhà dạ. Gom lên hết là gì? Dạ, gom lúa nhà lên chị. Mà nói vậy thôi chứ mà nhà em là trồng tiêu. Dạ, em gom lên hết thì tùy khu vực Sài Gòn thôi. Vùng dạ. Ven được rồi. Vùng ven thì em chưa có hỏi giá. Ra cái kế hoạch bao nhiêu lâu mình mua được nổi miếng đất hay mua cái nhà mình an cư lạc nghiệp, hiểu không? Dạ em nghĩ thì nhanh thôi, trước khi em già. Mình phải biết được là khoảng thời gian bao lâu. Chị xin chúc mừng em và chị tin rằng thế nào trước khi em già em cũng sẽ lấy được vợ. Không có định hướng được. Không có định hướng, thấy chưa? Không, chàng trai bên đây nói chuyện vui thôi. Dạ. Chứ cũng bản lĩnh lắm á. Bởi vì cái công việc của bạn á, nó cũng rất là khó khăn vất vả. Có thể là nhiều khi nói chuyện chị Tường là bạn ấy vui thôi. Vui dở một lát em hỏi lại. Cái chàng trai này là một trong chàng trai mà tôi nghĩ rằng là phải có tấm lòng. Bây giờ chọc cho vui thôi ha. Có nghiêm túc hơn hay là cà rỡn nữa là biết liền à. Em chào anh. Cô giáo xinh đẹp mà kêu tả hồi em bực á. Em không thích gì tính của người đàn ông? Lăng nhăng. Vì công việc quá nhiều em cũng không thích. Phải biết dung hòa với cuộc sống bên gia đình và cuộc sống bên ngoài nữa. Đồng tiền thì rất là quan trọng nhưng mà em nghĩ là gia đình mình cũng rất là quan trọng. Em nói làm anh nhớ tới anh quá. Lo kiếm tiền quá. Không anh bỏ vợ con anh. Nhiều khi mình phải biết cân bằng công việc ha. Dạ. Mình bỏ bê gia đình như vậy cũng không tốt. Dạ. Cái này đàn ông phải suy nghĩ cho chín chắn. Sao anh mũi lòng quá vậy. Thôi được rồi. Bây giờ mình sẽ hỏi ý kiến của người thân nha. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với cô hiệu trưởng cũ của em. Chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Thật ra thì Trang rất là dễ thương. Bề ngoài thì Trang rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà thật ra thì cái tính cách của Trang rất là kiên định. Làm việc với Trang thì tôi rất là yên tâm. Trang rất có trách nhiệm trong công việc. Cô thấy chàng trai bên đây rất là được. Về cái công việc thì cô rất là ok. Tại vì mình là nhà giáo với y tế thì đó là một cái liên đới với nhau thì rất là hợp. Mặc dù thì về cái tầm vóc á, thì đối với Trang thì cô không có ok. Nhưng mà cô không quan trọng gì vấn đề cái tầm vóc.
Nhưng mà về cái nhìn chung thì cô rất là ok với cái chú bên đây. Dạ, cảm ơn cô. Chào chị với ai? Dạ, thưa anh chị, chương trình em đi với người bạn thân của em và cũng đang ế, đó là bạn Quang Đạt. Chào. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Em là bạn thân của Tín từ hồi đi học đến bây giờ, là đồng nghiệp luôn ạ. Ế luôn, đang ế hả? Dạ, hôm nay đi là để Tín tiền trạm trước ạ. Muốn nói với Tín một điều này, Tín ơi, cô gái bên đây thực sự rất là tuyệt vời. Và tôi thấy ganh tị với ông ạ. Ông không bấm là tôi lên bấm á nha. Cũng chúc Đạt sẽ mau đến đây ngồi để tìm được một nửa của mình luôn nha. Rồi, bây giờ mình kéo màn lên. Chuẩn bị nha, cái này bình tĩnh, không có đùa nữa nha. Dạ. Bắt đầu. Làm sao chinh phục được cô gái đấy? Tặng hoa. Dạ. Rối rồi. Đây là bó hoa anh tự làm, nó không đẹp nhưng mà hy vọng anh thích. Dạ, em cảm ơn anh. Anh tự trồng à? Không có, anh tự gắn lại với nhau thôi, chứ còn trồng hoa thì không có trồng. Nhà, nhà anh trồng tiêu, anh sẽ tặng cho em hoa tiêu. Em cũng có món quà. Em gửi anh. Cảm ơn nhiều. Nãy đang gì làm luôn đi. Cái đó là gì đó? À, quên mất. Anh sẵn có một tiết mục xin tặng mọi người và đặc biệt là tặng cho em. Những suy nghĩ trong ơi giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nếu mai này em nói lời chia tay, anh sống thế nào đây? Anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tư thôi, nhưng anh đúng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ, ngồi một mình cười thân thơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không em ơi, nếu xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong tâm trí anh mà thôi. Lãng mạn và trữ tình. Em thấy cây đàn là có giống cộng rồi đó chị. Thích không em? Em thích đàn nhưng mà em không biết đánh đàn. Anh sẽ bày cho em. Ủa mà em ơi, nãy chị thấy em có cầm miếng vét nhét miếng giấy gì dưới này là cái gì vậy em? Cái phần năng khiếu của em, đọc diễn cảm á chị. À. Chắc là em làm tặng lại cho bạn. Rồi em làm tặng bạn nó đi. Chắc là em không nhìn được bạn để em tập trung hơn. Em rất là thích cái phim hoạt hình Doraemon nên là... Anh cũng vậy nữa, cày hết Doraemon luôn. Em định mua Doraemon tặng anh đấy chứ. Nobita, con đâu rồi, làm bài tập xong chưa? Chết rồi mẹ phê, Nobita, cậu dậy nhanh lên. Cậu phiền quá anh Doraemon. Nobita ơi, cậu có ở nhà không? Nobita, cậu dậy nhanh lên. Bà và Suzuka, tìm cậu kìa, nhanh lên, dậy nhanh lên Suzuka. Dậy nhanh lên. Cũng rất là đặc biệt. Hai. Được đó, hai bạn đều là những người có những cái năng khiếu, có những cái tài lẻ rất là đặc biệt. Vào trò chuyện tình yêu đi nha, chúng ta chỉ có 2 phút thôi. Anh có nhận xét về em? Anh thấy em thì về vẻ ngoài thì ngoài cái sức tưởng tượng của anh lúc nãy. Anh rất là bất ngờ, anh rất là hài lòng. Về cái công việc của anh và em thì anh thấy mình rất là hợp nhau, làm nhà nước rất ổn định và... Em làm trường tư anh. Trường tư, ok, không sao cả. Nhưng mà em yêu trẻ con thì anh lâu lúc anh cũng giống như trẻ con vậy đó. Nên là anh mà cũng không có được hết trơn, dễ sợ. Tiếp cảm nhận đầu tiên dành cho nhau như thế nào em gái? Dạ em thấy anh thì cũng đẹp trai mà không biết em. Là anh có chung tình hay không. Anh biết đàn thì em cũng có một chút gì đó có thiện cảm với anh. Hỏi anh hồi nãy em nói là gì, anh không có dứt khoát, không có rõ ràng gì đó. Vậy em hỏi anh đi. Em không biết là anh có dứt khoát không, nhưng mà anh chưa có cái kế hoạch, nó không có chắc chắn. Đúng rồi, cái đó là một cái điểm yếu của anh. Thì anh cũng mong muốn một cái người bạn gái và sau này người vợ thì sẽ hỗ trợ anh về cái vấn đề đó. Ví dụ như khi mình cưới nhau thì có những cái kế hoạch nào đó thì anh nước tới chân anh mới nhảy thôi. Thì anh hy vọng em thì giúp anh nhảy cho nó vững bước. Ủa sợ em lăng nhăng kìa, em trả lời sao cho cổ yên tâm đi. Mình nghĩ mà đi chơi với người yêu vẫn giữ cái tình cảm đối với
người bạn trai của mình thì người ta càng quý mình hơn. Mình nói ra bây giờ cũng vậy thôi, mình chỉ cần thời gian. Thời gian là cái thứ mà nó quyết định. Chính xác rồi. Không hiểu gì chưa? Quen em nhưng mà tại vì một phần là do em muốn đi học lên thêm nữa mà em chỉ có thời gian là buổi tối thôi. 7 giờ trở về sau thì em mới rảnh thôi. Anh nghĩ thì đối với cái thời gian của anh á thì nó cũng trống nhiều thì anh sẽ đưa em đi học. Cảm ơn anh. Hết thời gian, đặt tay vào nút bấm đây hai bạn. Trái tim chúng ta có rung động chưa nha? Chúng ta đừng bấm nút vì bất kỳ chuyện gì cả. Hãy đưa ra sự quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó nha. Trái tim chúng ta có rung động chưa nha? Chúng ta đừng bấm nút vì bất kỳ chuyện gì cả. Hãy đưa ra sự quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó nha. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Lý do tại sao em gái không bấm nút? Dạ, tại vì em cần một người đàn ông có tính quyết đoán hơn. Do cái cách thể hiện cách của thể hiện em làm cho cổ chưa có chưa có cảm thấy tin tự tin. Không, bạn trai hơi có tính hài hước chút á, thì đôi khi cũng hơi cà rỡn tí thôi. Thực chất á, ông cũng chân thành lắm đó. Chân thành cà nhưng mà bởi vì cái cách nói cũng hơi cà rỡn chút, đôi khi nó không tạo niềm tin cho người đối diện. Rất là tiếc. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Cảm ơn hai bạn.